Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ô tô 360 anh em chúng tôi lại được đi ship xe. Hôm nay chúng tôi sẽ ship chiếc xe Forerunner Wildtrak 3.2 này ạ. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua xe mà ngại dịch bệnh thì quý vị và các bạn cứ gọi tôi là chúng tôi sẽ ship tận nơi cho quý vị và các bạn. Hôm nay là anh em chúng tôi lại tiễn con Wildtrak 3.2 này ra đầu cao tốc Hà Nội Lào Cai để bán cho khách đây ạ. Hôm nay có khách ở Lai Châu đã liên hệ với chúng tôi để mua chiếc xe Wildtrak 3.2 2017 này ạ. Hôm nay anh em chúng tôi cùng đi là gồm có đi hai xe luôn để giao chiếc xe này. Thì đây là tôi đi xe sau, còn là một ông anh của tôi là đi xe đằng trước này để đem ra cho khách xem. Tại khách hẹn là đánh xuống đầu cao tốc Hà Nội Lào Cai, khách từ Lai Châu xuống là sẽ xem xe trực tiếp ở tại đầu cao tốc Hà Nội Lào Cai, xong là khách sẽ thanh toán tiền và lấy xe về luôn. Bây giờ chúng tôi đang bắt đầu đi ra đường cao tốc đường Võ Chí Công đây ạ, để lên cầu Nhật Tân ra đầu cao tốc Hà Nội Lào Cai. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua bán trao đổi xe ô tô thì hãy liên hệ với ô tô 360 chúng tôi là số hotline là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp và muốn lái thử những chiếc xe thì là mời quý vị và các bạn qua địa chỉ ở cửa hàng ô tô 360 chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xe và lái thử những chiếc xe tại cửa hàng chúng tôi ạ. Bây giờ chúng tôi đang trên đường Võ Chí Công để đi ra đầu cao tốc Hà Nội Lào Cai đây ạ. Bây giờ là sắp đến cầu Nhật Tân rồi ạ. Trời cũng đã bắt đầu tối và có mưa phùn nhẹ rồi đấy ạ. Bây giờ anh em chúng tôi bắt đầu qua cầu Nhật Tân đấy ạ. Trời thì là cũng mưa phùn và cũng rất là tối rồi ạ. Tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn cùng xem và mời quý vị và các bạn xem buổi giao dịch của anh em chúng tôi tại địa điểm là đầu cao tốc Hà Nội Lào Cai nhé. Quý vị và các bạn cố gắng xem clip này, hết clip này thì sẽ thấy được chúng tôi sẽ giao dịch và giao xe cho khách tại đầu cao tốc Hà Nội Lào Cai để khách Lai Châu của chúng tôi đi chiếc xe Ranger kia về đấy ạ. Đây là chiếc cầu Nhật Tân đấy ạ. Đây là bắt đầu mưa phùn rồi và thời điểm ở lúc này là 6 giờ chiều rồi quý vị và các bạn ạ, cho nên là nó hơi tối một chút. Hôm nay là khách của tôi là chạy từ Lai Châu xuống, khách đi từ lúc tầm 12 giờ thì tôi cũng đoán khoảng 6-7 giờ gì đấy thì khách mới đến cao tốc Hà Nội Lào Cai được. Vừa mới liên hệ với khách là khách bảo hôm nay là đang trên cao tốc và đang có mưa phùn, cho nên tầm nhìn nó hạn chế, cho nên chạy rất là chậm ạ, cho nên là còn muộn. Thôi anh em chúng tôi cũng đi ra đấy trước để chờ khách, để khách đến. Đã qua sân bay Nội Bài rồi đấy. Đây là đoạn sân bay Nội Bài, trước cửa của sân bay Nội Bài đây. Chúng tôi sẽ tiến hành đi ra đầu cao tốc Hà Nội Lào Cai. Chiếc xe Forerunner Wildtrak 3.2 sản xuất năm 2017 full đồ mà chúng tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn ở trên kênh ô tô 360 này rồi. Chắc nhiều quý vị và bạn cũng đã xem cái clip mà tôi giới thiệu về chiếc xe này rồi ạ. Và khách này là cũng trẻ tuổi thôi, toàn thanh niên trẻ thích những cái xe Forerunner Wildtrak này. Nhưng mà cũng đúng thôi, vì cái thời điểm này thì chỉ có những chiếc xe Wildtrak 2017 này thì là hợp lý, chứ năm 2018 thì lại là bản nhập từ Philippines về thì lại thiếu đồ, không đủ đồ như bản 17 này. Và đến năm 2019 thì lại không còn Wildtrak nữa, mà là xe Ford đã sản xuất ra Biturbo 2.0. Nhưng hiện tại thì Biturbo 2.0 thì có cái hiện tượng là ngấm dầu ạ. Rất nhiều anh em mua về là đã bị ngấm dầu ạ. Vâng, và anh em chúng tôi cũng đã đến đầu cao tốc Hà Nội Lào Cai đấy ạ. Chúng tôi sẽ đỗ xe tại đây để chờ khách xuống xem để giao dịch ạ. Đây là chiếc xe Wildtrak 3.2 đấy ạ. Wildtrak 3.2 mà chúng tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng biết rồi. Anh em chúng tôi đi hai xe, một chiếc Ford Wildtrak này để giao và chúng tôi đi con ếch kép màu đỏ kia để tí nữa giao xong thì anh em chúng tôi cùng về hôm nay. Và cái đoàn khách cũng đang đi đến đây rồi, sắp đến rồi, chúng tôi sẽ cố gắng chờ cho khách đến để xem xe, xong rồi chúng tôi sẽ giao dịch. Quý vị và các bạn xem clip và xem anh em chúng tôi giao dịch đấy ạ. Và
Bây giờ thì cũng đã muộn rồi, khách mới đến đấy ạ. Khách cũng đã, trời rất là tối cho nên nhìn nó không được rõ nữa, cho nên là không quay được. Tôi có chụp vài kiểu ảnh đấy ạ. Đây là khách xuống đấy ạ. Khách thì có cả người nhà, anh em cùng đi xuống đây 4-5 người đấy. Khách đang kiểm tra lại xe đây. Anh em chúng tôi cũng đã nhận tiền xong và bàn giao toàn bộ lại giấy tờ cho khách, và chúng tôi đã giao dịch thành công chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 3.2 sản xuất năm 2017 này rồi đấy ạ. Chúng tôi cũng ra lộc luôn cho khách là 5 triệu đồng đấy ạ. Anh qua anh đấy rồi, thôi 76 anh ra lộc có 5 triệu ra thoải mái rồi đấy. Chứ anh bán ở đám đông kia đấy. Anh... Ủa nhá. Về cứ phát theo cái giấy này. Hôm nay anh kiểm rồi, từng tờ rồi anh nhá. Đây, qua cho vào đây, cho vào đây. Cho vào đây. Ok, thế nào? Quý vị và các bạn đã theo dõi clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.